Xin chào các bạn nghiền thảo ông chuyên. Hôm nay nhận sửa một cái mạch tab 1800W cho một bạn là Chrome Ala Đắk Lắk. Bình thường mình không định quay đâu nhưng hôm nay gặp một hiện tượng lạ thì quay cho các bạn xem nhé. Mình đã tháo cái con công suất nó ra rồi. Con công suất nó sử dụng con IRFP4568. Mình nhận cái mạch này mình quan sát thì cầu chì không đứt nhé. Nhưng mà con công suất bị nứt vỏ chỗ này thì con công suất chắc chết rồi, không phải kiểm tra nhé. Bình thường là mình hay nhổ các con thêm hai con diode và con MOSFET chống mực cực ra để mình kiểm tra. Nhưng hôm nay mình lười mình không nhổ, lúc ấy mình cấp thử điện nào mình thấy một hiện tượng lạ nhé. Này. Thế là lại quay video cho bạn xem này. Bây giờ mình sẽ cấp vào 15V. Cái đồng hồ báo dòng của mình ấy, nó báo là 1,18A này. Bình thường nó chỉ là 0,01, 0,02 thôi chứ. Hôm nay nó lên gấp tầm 10 lần, dòng nó ăn lớn hơn. Mình thấy hơi lạ thế là mình dùng camera nhiệt mình quét nhiệt. Đây mình quét nhiệt các bạn xem này. Ở gần con pin trở có một điểm nóng nhé. Thì mình quan sát kỹ. Quan sát kỹ thì mình thấy đó con điện trở R7 đây, nó nóng nó vàng lên nhé. Để mình zoom lên các bạn xem này. Đây con R7 này. Nó nối vào chân G của con MOSFET chống ngược cực nhé. Con này có giá trị 22 ohm. Thì khả năng là con MOSFET chống ngược cực này đứt rồi, nó làm chết theo con điện trở nối vào chân G nhé. Bây giờ mình sẽ tháo MOSFET chống ngược ra. Hai con diode này để mình lười nhưng mà thôi bây giờ mình bốc cả ba con ra đo luôn nhé. Không thể làm lười được. Đây là con MOSFET chống mực cực mình nhổ ra này. Để thang đồng hồ thang 10K mình đo nhé. Mình đo chân D với S này. D S thông này. MOSFET chống mực cực mà cũng chết được. Chắc là cắm ngược cực và sử dụng điện áp cao nó mới chết được con này nhé. Bình thường ít chết lắm. Xem hai con diode chỉnh lưu đầu ra này. Một con tốt. Hai con diode tốt nhé. Còn MOSFET chống mực cực ấy thì mình sẽ thay bằng con HI3610 nhé. Con này là 100V 160A. Trước khi nắp phải kiểm tra nó sống hay chết nữa. Sống. Đây dòng không tải ở trạng thái bình thường của nó thế này rồi nhá. 0,03 nhá, lúc nãy 0,13 là mình thấy nghi nghi rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái điện áp của con IC nguồn ở chỗ cũng có nhỏ này, tên mình quên rồi. Sẽ tạo ra tầm 13,6, 13,5V đấy. 13,6 này. Chân 11, 12 sẽ có 13,6 ấy. Chân 13, 14 có 5V. Chân 16 0V, chân 15 0,07. Cái này liên quan đường cảm biến dòng đưa về mà. Chân 1 0,8, chân 2 2,5, chân 3 0V. Tốt. Chân 9, chân 10 sẽ có tầm 9 đến 10V. 10V này. Mình đo chân G của MOSFET này. Bảy vôn dao động sao thấp nhỉ? 7V dao động nó xung kích đấy, để mình thử đo thử bằng đồng hồ kim xem. À,
Xung kích ở đây các bạn nhìn đồng hồ kim này đang hơi dao động này. Sẽ quan sát bằng máy hiện sóng. Xung rất xấu nhá, 121 ki, nhưng mà xấu lắm, không biết do mà máy hiện sóng của mình hay do cái gì. Mình đo xung kích ra của chân 9 chân 10 này. Đây chân 9 chân 10 thì nó vuông này nhá. Nhưng khi đo tại chân G của mốt phép ở đây vuông đây. Đây. Mình zoom cái xung cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn xung nhé. Xung này chân G một phép rất là xấu này. Xung ra của cụm driver này. Nó đẹp như này mà. Nội que đo đấy. Xung chân G mốt phét rất xấu, khả năng chết con điện trở dẫn dòng ra mốt phét nhé. Đây này, con điện trở chỗ này dẫn từ cụm driver dẫn ra mốt phét này, khả năng chết con điện R 1R đây chứ. Zoom. Mình zoom này, chỗ này con điện trở 1 ohm nhé. Mình để thang 10K đo không có lên được tí kim nữa. À để thang 10K thì lên. Để thang thông mạch xem có kêu đâu. Mình đang nghi nó bị chết đứt con này nhé. Không tít nhé. Có thể khác thang đo điện áp nó lớn hơn thì nó lên được. Thang 10K thì vẫn lên đấy, nhưng thang lên 1 không lên được. Thì vẫn vứt nhé, chết đứt cái con điện trở 1R rồi đấy. Này, chết con đấy thì các bạn kiểm tra thêm con B772 nhé. Con chan ở vị trí này này. Đây chỗ này mình nhổ ra này. Đây. Bây giờ xem này kiểm tra thêm con chan này có sống hay không. Không phải tự dưng con chở kia chết được. BVC này. BVE thông này. CE này. CE không lên kim này. Ở đây có lên kim này rồi. Nó phải lên tí kim thì mới đẹp hơn chứ. À đây lên tí kim này rồi. Hoàn thiện cái cụm cho driver nhá, cụm xung kích ấy. Bây giờ kiểm tra lại này. Đây máy hiện sóng này. Mình sẽ đo xung kích chân G này. Đấy, xung hơi vuông này thì mình yên tâm nhé. Bây giờ mình sẽ lắp công suất vào. Con zin của nó là IRF 4568. Mình sẽ thay bằng con HI3912 nhé. Con này dòng điện áp chịu đựng nó cao hơn đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử tải nó này. Mình cấp vào 24V 7A nhé. Để mình sẽ thử đến 100W thôi. Điều chỉnh điện áp thì ok đây, 30 này. Điều chỉnh thoải mái nhé, mượt nhé. À, mình cho tải 32V 1A này, ăn 32W. Sẽ tăng lên này. À đúng rồi, bạn kia bảo nhờ mình đặt ở 50V thì không biết chạy cái gì 50V. Thế mình đang thử 50V 1A đấy. À đúng rồi, bạn kia bảo mình để ra 50V nhé. Mình để 50V, mình đang test ở 1A này. 2A đi. Đây là 100W đây, ok đây nhá. Mình sẽ không thử
công suất cao hơn là do cái tản nhiệt mình chưa lắp nhé. Như vậy là chạy rồi. Con này là tổng kết là hỏng con công suất này, con MOSFET chống ngược cực này, hỏng chết cả một con điện trở ở chỗ con kích vào chân G MOSFET chống ngược cực, và chỗ cụm driver này hỏng một con điện trở dẫn dòng từ cụm driver và MOSFET nhé, dẫn xung kích ấy. Rồi video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.